Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Luật Việt Nam xin chào bạn, hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất về pháp luật. Dịch Covid đang tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Rất nhiều doanh nghiệp đã phải dừng sản xuất kinh doanh, cho nhân viên nghỉ việc hoặc tạm thời nghỉ làm. Đó chính là lý do video này của Luật Việt Nam có chủ đề liên quan đến quyền lợi của người lao động khi phải nghỉ việc. Công ty cho nhân viên nghỉ việc không lương là đúng hay sai? Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc kinh doanh gặp khó khăn nên nhiều công ty cho nhân viên nghỉ việc không lương. Vậy công ty cho nhân viên nghỉ việc không lương có đúng với quy định của pháp luật? Theo quy định tại Điều 98 Bộ Luật Lao động năm 2012, người sử dụng lao động được phép cho người lao động ngừng việc nhưng với điều kiện phải trả lương. Tiền lương ngừng việc như sau. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương, những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định. Nếu vì sự cố điện nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định. Và như vậy, theo quy định nêu trên, nếu như người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch COVID-19 thì sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Điều 3 Nghị định 90 năm 2019 quy định mức lương tối thiểu theo từng vùng hiện nay như sau. Vùng 1, mức 4.420.000 đồng một tháng. Vùng 2, mức 3.920.000 đồng một tháng. Vùng 3, mức 3.430.000 đồng một tháng. Vùng 4, mức 3.070.000 đồng một tháng. Công ty có được chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên vì dịch bệnh hay không? Thay vì cho nhân viên tạm thời nghỉ việc, nhiều công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với người lao động. Lý do đưa ra là do dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, dẫn đến việc công ty gặp tổn thất nặng nề. Pháp luật hoàn toàn cho phép các công ty làm việc này bởi theo điểm C khoản 1 Điều 38 Bộ Luật Lao động năm 2012, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc. Trong đó, khoản 2, điều 12, Nghị định 05 năm 2015 của Chính phủ liệt kê các trường hợp bất khả kháng bao gồm địch họa, dịch bệnh, di rời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Tuy nhiên, trước khi chấm dứt hợp đồng, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn và ít nhất 3 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Ngoài ra, trong trường hợp này, người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên sẽ được nhận trợ cấp thôi việc với mức trợ cấp mỗi năm làm việc bằng một nửa tháng lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc trước đó. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc. Chế độ tiền lương của người lao động bị cách ly vì COVID-19. Hiện nay trên cả nước có đến hàng nghìn người phải cách ly tập trung, chưa kể những người phải cách ly tại nhà. Khi phải nghỉ làm vì cách ly, người lao động được hưởng quyền lợi về lương như thế nào? Như đã đề cập, trong trường hợp người lao động đang làm việc bình thường mà phải ngừng việc do cách ly vì dịch bệnh, không do lỗi của người lao động lẫn người sử dụng lao động, thì người lao động được nhận lương ngừng việc với mức do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định. Điều đặc biệt hơn, theo khoản 2 Điều 130 Bộ Luật Lao động năm 2012, nếu nghỉ làm vì cách ly mà ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí là gây thiệt hại, thì người lao động cũng không phải bồi thường. Chế độ bảo hiểm của người lao động bị cách ly vì COVID-19. Liên quan đến chế độ bảo hiểm,
Mới đây, tại công văn số 422 ngày 13 tháng 2 năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đồng ý đối với những người bị cách ly y tế để phòng dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian cách ly. Cụ thể, thứ nhất, về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người bị cách ly y tế. Trường hợp điều trị nội trú thì cần có giấy ra viện. Trường hợp điều trị ngoại trú thì cần có giấy chứng nhận nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện có chỉ định của y bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú. Trường hợp cách ly tại cơ sở thì cần có giấy chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế do cơ sở thực hiện cách ly y tế cấp. Trường hợp cách ly tại nhà thì cần có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú cấp. Thứ hai, về chế độ của người lao động được hưởng chế độ ốm đau. Nếu đề xuất này được đồng ý, thì theo Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động sẽ được nghỉ chế độ ốm đau 30 ngày một năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 40 ngày một năm nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 60 ngày một năm nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên mà làm việc trong điều kiện bình thường. Với những ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại thì được nghỉ thêm 10 ngày một năm. Mức hưởng chế độ ốm đau được tính theo tháng và bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Nếu nghỉ theo ngày thì mức trợ cấp ốm đau một ngày bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 24 ngày. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của Luật Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luetvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!